Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều ý kiến đóng góp để Hà Nội xứng đáng trở thành niềm tự hào của cả nước. Ngày 11 tháng 10, FA Tiếng Việt đăng bài bình luận: Phải làm gì để thủ đô là niềm tự hào của đồng bào cả nước? của tác giả Diễm Thi. Tác giả cho biết nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày tiếp quản thủ đô Hà Nội, 10 tháng 10 năm 1954, 10 tháng 10 năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, Tô Lâm đã phát biểu rằng đảng và nhà nước mong muốn thủ đô Hà Nội tiếp tục nỗ lực hơn nữa để trở thành niềm tự hào của đồng bào và chiến sĩ cả nước như niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Cũng theo ông Tô Lâm, chúng ta tự hào vì có Thăng Long, Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam. Tác giả dẫn quan điểm của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, một giảng viên đại học chuyên ngành Đông Nam Á học và quan hệ quốc tế, cho rằng: "Bây giờ nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể tự hào là chúng ta góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới bởi chiến thắng Điện Biên Phủ, bởi việc về tiếp quản thủ đô Hà Nội, mà chuyện độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trong 49 năm qua là của cả dân tộc Việt Nam." Ngày nay Hà Nội làm gì để nhân dân cả nước phải học tập, phải tự hào thì phải xem lại. Tất cả các vùng miền, các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật ở Việt Nam thì trung tâm nào cũng quan trọng, trong đó hai trung tâm quan trọng nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dân số ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn Hà Nội, thu ngân sách tính trên bệnh viện quốc gia thì thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều việc cần phải làm để cho mười mấy triệu người dân sống và phát triển, để thành phố này tiếp tục tạo ra tiền đề cùng cả nước, vì cả nước, nhưng thành phố Hồ Chí Minh chỉ được giữ lại 21% ngân sách thu được, trong khi Hà Nội được giữ lại 32% tiền thu ngân sách, ông Phúc nói, hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Phúc kết luận, tôi cho là điều đó không công bằng. Muốn cho người dân cả nước tự hào về thủ đô Hà Nội thì Hà Nội phải công bằng, người Hà Nội phải công bằng, chính quyền Hà Nội phải công bằng, trong việc phát triển đất nước phải bình đẳng tất cả các mặt, kể cả công sức đóng góp thì mới có thể tự hào và cái tự hào đó phải từ tinh thần tự giác và cảm nhận của từng người dân chứ không phải là một khẩu hiệu và nói cả nước phải tự hào. Tiếp tục với các ý kiến bình luận về mong muốn của ông Tô Lâm rằng thủ đô hà nội phải trở thành niềm tự hào của đồng bào cả nước tác giả dẫn nhận xét của nhà báo độc lập nam việt cho rằng người cộng sản hay nói mọi thứ mơ hồ và không cụ thể như vậy nếu tô lâm nói mong người dân cả nước tự hào về thủ đô thì cần tự hào về điểm gì bởi cái gọi là thủ đô ấy cũng có quá nhiều vấn nạn như ô nhiễm ngập nước và thậm chí là những tệ nạn trong giáo dục hành chính vẫn còn xảy ra hàng ngày và người dân thủ đô là người dân nào. Tác giả cũng dẫn ý kiến của ông Trần Anh Quân, một nhà hoạt động dân chủ ở Sài Gòn, nói rằng khi ông Tô Lâm nói đảng nhà nước mong muốn thủ đô là niềm tự hào của đồng bào cả nước, cho thấy đảng Cộng sản đang ưu tiên phát triển thủ đô hơn là các vùng còn lại. Mọi nguồn lực sẽ dồn về thủ đô làm đẹp bộ mặt của nhà nước Cộng sản. Trong khi đó, tác giả lưu ý cũng có ý kiến cho rằng để Hà Nội là niềm tự hào của người dân cả nước thì Hà Nội phải là tấm gương cho cả nước noi theo về nhiều mặt. Hà Nội không thể là niềm tự hào của cả nước khi có số cán bộ bị kỷ luật và tù tội cao nhất cả nước như hiện nay. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin những sự giả tạo tiêu tốn tiền tỷ của người dân. Ngày 11 tháng 10, báo Tiếng Dân có bài Muôn kiểu bày vẽ tốn tiền ở thủ đô Hà Nội của tác giả Yến Năng. Tác giả đề cập đến tình trạng đánh chén linh định của cán bộ công chức sau mỗi lần bày vẽ hội họp. hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Tác giả cho biết, riêng ngành y, các hội nghị khoa học thường niên được tổ chức với nội dung là báo cáo chia sẻ những tiến bộ mới về chuyên môn nhưng những kỹ thuật mới nếu có thì cũng không đáng kể và không xứng để phải tổ chức tiệc đình đám như vậy hoàn toàn có thể chia sẻ trên các diễn đàn online vừa tiết kiệm vừa hiệu quả tác giả cho rằng thực tế thì các hội nghị là dịp để ăn nhậu chơi bời du lịch và tìm kiếm lợi ích cá nhân chứ rất ít người tham gia với mục đích nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp kinh phí tổ chức một hội nghị nhỏ thì vài trăm triệu lớn thì nhiều tỷ là một sự lãng phí vô cùng lớn tác giả cũng cho biết chi phí tổ chức các hội nghị này hầu hết đều do các doanh nghiệp tài trợ đương nhiên tiền đó được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh nó làm cho giá thuốc vật tư máy móc và các dịch vụ y tế phòng lên cuối cùng tất cả vẫn moi ra từ tiền túi của người bệnh những cán bộ tham gia các hội nghị kia thì cứ vô tư từng bừng hưởng thụ bởi luôn có sẵn cả trăm triệu con bệnh xếp hàng để trả tiền rồi hình ảnh mô hình chợ Đồng Xuân che khuất Hồ Gươm. Tác giả nhắc đến việc Hà Nội rầm rộ tổ chức sự kiện mừng 70 năm giải phóng thủ đô. Nhưng đoạn bờ hồ đẹp nhất của Hồ Gươm lại bị một tổ hợp kỳ quái những mô hình che khuất. Một đoạn lan can cầu Long Biên, vài ngôi nhà cổ, cột cơ Hà Nội, nhà hát lớn, chợ Đồng Xuân, tất cả đều được làm giả bằng những vật liệu rẻ tiền, kỹ thuật mô hình rẻ tiền, sao chép một cách máy móc, vụng về và lộn xộn không một chút nghệ thuật. Tác giả đánh giá đóng hàng mã khổng lồ kia đã tố cáo sự dốt nát của ban tổ chức sự kiện với dân giả chào đón bộ đội giả trong một không gian giả. Tác giả bình luận toàn bộ việc này chỉ làm cho người có hiểu biết thấy nực cười, không những không giúp ích gì cho việc tiếp cận lịch sử của lớp người trẻ mà đặc biệt lại còn có hại cho họ. Nó rất dễ gieo vào đầu các em ấn tượng. 70 năm trước có một đoàn bộ đội tiếp quản thủ đô, bằng cách diễu hành qua những địa danh được mô hình hóa kia năm mô hình thể hiện năm cái cổng cửa ngõ thủ đô trên in đặt quanh hồ Hoàng kiếm không chỉ làm rối loạn phương hướng và bớt méo hình dung về kinh thành thăng long xưa mà nó còn tiêu diệt những gì cổ kính đẹp đẽ còn lại trong ký ức tập thể và trong trí tưởng tượng của các em nhỏ theo tác giả một công trình kiến trúc quan trọng có tính biểu tượng của hà nội cũng bị chà đạp thô bạo không kém Mặt tiền nhà hát lớn bị một dàn giáo khổng lồ dựng lên che kính để treo loa đài phong bạc. Thật trớ trêu, một màn hình điện tử khổng lồ nuốt mất nhà hát lớn lại ghi chữ nhà hát lớn và mô tả lại cái hiện hữu rất thực mà bị nó che đi. Vẫn theo tác giả, giữa thời đại công nghệ cao này không thiếu gì cách để thực hiện một sự kiện thực sự hoành tráng và có giá trị nghệ thuật cao, thì họ lại dùng những phương pháp cực kỳ thủ công và lạc hậu để tiêu một số tiền khổng lồ rồi sau đó thải ra môi trường một núi rác độc hại khó phân hủy. Điều tác giả băng khoăn là không biết những người tự hào mình là người Hà Nội gốc, hình ảnh màn hình khổng lồ che mất nhà hát lớn Hà Nội. Có ai cảm thấy bị tổn thương không? Những người sống bằng nghề nghiên cứu lịch sử và văn hóa, có ai thấy mình bị tác thẳng vào mặt không? Những người có chuyên môn, cụ thể là các họa sĩ, nhà điêu khắc kiến trúc sư, đạo diễn, ca sĩ, diễn viên có ai thấy mình bị xúc phạm không? Chủ tịch các hội văn hóa nghệ thuật các cấp, hiệu trưởng các trường kiến trúc, mỹ thuật, sân khấu điện ảnh, văn hóa, nhân văn có ai thấy mình có trách nhiệm lên tiếng để tham mưu cho chính quyền làm việc đúng đắn hơn không? Hay chỉ rạc một lũ vô liêm sỉ vừa giả vờ than thở vừa ngậm miệng ăn tiền? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm với bản tin những sự giả tạo tiêu tốn tiền tỷ của người dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.